những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày để phòng tránh mắc bệnh COVID-19. 1. Rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô thường xuyên và các thời điểm trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn. 2. Ngồi trong lớp học không bắt buộc phải đeo khẩu trang, khi ra chơi cần đeo khẩu trang. 3. Các phòng học có thể bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí. 4. Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. 5. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 6. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn. 7. Không khạc nhổ bừa bãi. 8. Bỏ rác đúng nơi quy định. 9. Nếu bản thân hoặc thấy học sinh khác có sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm. Lưu ý, giáo viên hướng dẫn giúp đỡ học sinh thực hiện đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học. Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID-19. 1. Cách đeo khẩu trang. Bước 1. Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn trước khi đeo khẩu trang. Bước 2. Xác định phần trên, dưới của khẩu trang. Bước 3. Xác định mặt trong, ngoài theo đường may hoặc mặt đậm hơn ở bên ngoài. Bước 4. Đeo và điều chỉnh để khẩu trang che kín mũi, miệng, đảm bảo không có khe hở giữa mặt và khẩu trang. Lưu ý, không chạm tay vào mặt ngoài khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng. Nếu chạm vào, phải rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. 2. Thải bỏ khẩu trang. Bước 1. Khi tháo khẩu trang, chỉ cầm phần dây đeo sau tai, không chạm vào mặt ngoài của khẩu trang. Bước 2. Bỏ khẩu trang vào túi kín nếu có, hoặc bỏ vào thùng rác có nắp đậy kín đối với khẩu trang dùng một lần. Bước 3. Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. Lưu ý, thay hoặc thải bỏ khẩu trang sau mỗi lần sử dụng hoặc khi bị bẩn, tuyệt đối không dùng lại đối với khẩu trang dùng một lần. 3. Tái sử dụng khẩu trang 870, khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn. Giặt bằng tay, giặt riêng, phơi tự nhiên, sấy hoặc là khô. Số lần tái sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất được in trên bao bì hoặc nhãn mác của sản phẩm. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Hướng dẫn các bước rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh. Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo để người dân thực hiện rửa tay đúng cách phòng chống dịch COVID-19 như sau. Các thời điểm cần rửa tay: 1. Sau khi ho, hắt hơi. 2. Sau khi tháo khẩu trang. 3. Khi chăm sóc người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 4. Sau khi tiếp xúc với dịch tiết mũi, họng của người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 5. Trước, trong và sau khi nấu ăn. 6. Trước khi ăn. 7. Sau khi đi vệ sinh. 8. Sau khi tiếp xúc với động vật hoặc chất thải của động vật. Quy trình rửa tay thường quy: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây mỗi lần. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì sử dụng dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn ít nhất 60% cồn. Bước 1. Làm ướt tay bằng nước và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại 5 lần. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay 5 lần. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia 5 lần. Bước 5. Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại 5 lần. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và lau khô.
Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Khẩu trang. Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, v.v. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. An toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Dịch COVID đến chúng ta nên phòng chống nha. Vệ sinh cơ thể, siêng năng tập luyện thể thao. Khi đi ra ngoài nhớ che miệng bằng khẩu trang. Phòng chống nha, vệ sinh cơ thể, siêng năng tập luyện thể.